Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ hẹn gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về một trận đại chiến đỉnh cao của làng cờ tướng Trung Quốc đến trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 5 của giai đoạn chung kết giải cờ tướng Đại hội Thể dục Thể thao Trung Quốc mùa giải năm 2021. Kênh sẽ gửi tới các bạn trận tranh tài rất hay của hai danh thủ rất mạnh. Bên đỏ đi tiên Thiên Mã Vương Mạnh Thật, một trong tay cờ khét tiếng, đối mặt cùng danh tướng Từ Siêu của Giang Tô. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Trong ván cờ trên thì bên đỏ đi tiên Mạnh Thần chơi tiên thủ, anh tấn công bằng phương án cờ chuyển vào đầu. Phó 2 bình 5. Mã 2 tiến 3. Xe 9 bình 8. Mạnh Thần ra xe. Bên đen bình 7 tiến 1 và tiếp theo thủ pháp xe tiến 4 ngay chơi tuần hoàn xa. Bên đen mã 2 tiến 3 và tiếp theo lựa chọn của bên tiên là phương án cờ mã 8 tiến 7. Ngoài bên trên còn bình hòa khác chơi cũng khá hay và thịnh hành đó phương án cờ phát triển bình 7 tiến 1 ngay. Các bạn sẽ cùng xem trong thực chiến của trận cờ thì bên đỏ quyết định hướng cờ phát triển mã trước. Bên đen bình pháo đổi xe. Ngoài bên trên thì bên đen của Từ Siêu có thủ pháp pháo 2 tiến 2 để thêm mượn đường cho mã 7 tiến 8 đuổi xe. Các bạn sẽ cùng xem. Trong thực chiến lựa chọn điều quân của bên đen là phương án cờ pháo 8 bên 9 ngay. Bên đỏ không chạy xe đi mà lập tức đấu xe. Ép bên đen phải mã 7 thoái 8 về. Và tiếp theo là lựa chọn binh 5 tiến 1. Dồn binh 5 để tấn công. Bên đen Từ Siêu anh chuyển phó chi binh 5 để phản kích trung lộ. Hoành xe. Vật chiều ngay và tiếp theo phương án cờ sĩ 4 tiến 5 để phòng thủ. Bên đen sĩ 4 tiến 5. Bên tiên chạy xe có lộ lục ngay. Tiếp theo phương án cờ tượng 3 tiến 5 để mượn đường ra xe. Bên đỏ mã 3 tiến 5 và bên đen trong thực chiến danh tướng Từ Siêu của Giang Tô lập tức cho pháo bật pháo ngay. Chiếu tướng. Bên đỏ pháo 8 bình 5. Bên đen Từ Siêu cho phát triển mã 8 tiến 7. Binh 3 tiến 1 và dĩ nhiên là bên đen đã không ăn tốt qua. Ăn tốt qua để cho lộ mã của bên đỏ rất thoáng đẹp. Trong thực chiến quỳnh cờ, bên đen của Từ Siêu lập tức cho binh 3 tiến 1 ngay. Binh 3 qua sông và thượng 5 tiến 7 triệt tiêu. Xe 6 tiến 5. Xe bình 4. Bên đỏ trong thực chiến đã không đấu xe, lập tức Mạnh Thần cho bình xe qua lỗ 7 để nhóm mã. Trong cờ trên thì lựa chọn của bên đen là xe 1 tiến 2. Tuy nhiên đây lại không phải bên 2. Vì sao đó để cho bên đỏ có thời cơ tấn công rất mạnh. Ngoài bên trên thì bên đen nên lựa chọn biến hóa mã 3 thoái 2 về thì có phần vững cờ hơn. Các bạn sẽ cùng xem trong thực chiến lựa chọn xe 1 tiến 2 của bên đen không đảm bảo hệ thống phòng thủ. Bên đỏ lập tức tung ra một cái đường đánh rất mạnh là phương án cờ thả mã tấn công. Các bạn thấy được trong thực chiến thì bên đen phải lập tức cho quay mã về để ôm tướng ngay. Ngoài ra nếu lựa chọn biến hóa xe 1 tiến 2 thì sao? Khi đó thì bên đỏ chỉ cần nhẹ nhàng cho xe 7 tiến 1 ngay, bắt mã và tạo ra trạng thái bắt đôi. Các bạn thấy ngay nếu mà thoái tượng về thì đơn giản là xe chém pháo thôi. Hình cờ là rất ưu dành cho bên đỏ của Thiên Mã Vương Mạnh Thần. Trong hình cờ trên thì chúng ta thấy được là bên đen rõ ràng không thể thoái xe về được, bởi đi như vậy là mất xe không, bởi bên tiên còn có con pháo đông ở khu trung lộ rồi. Trong thực chiến của trận hình, sau khi bên đỏ của Thiên Mã Vương Mạnh Thần anh đi một đường mã rất hay là mã 5 tiến 6 thì bên đen trong chính cục danh tướng Từ Siêu đã phải cho quay mã về ngay để chạy đòn. Mã 3 thoái 4. Bên tiên phát triển tiếp liên hoàn mã 7 tiến 5. Bên đen binh 5 tiến 1 và vật chiếu ngay. Tượng 7 tiến 5 và tiếp theo phương án cờ cũng rất cao đặc sắc đến từ Thiên Mã Vương, anh lập tức cho tách phó qua một đường cờ rất cao của Thiên Mã Vương Mạnh Thần. Các bạn thấy ngay thì trong thực chiến thì bên đen đã không dám đi đường cờ mã 7 tiến 6. Đi như vậy thì bên đỏ sẽ không ăn mã qua mã mà lập tức có tình huống cờ bay mã qua để vừa bắt xe vừa đe dọa chiếu mã 1 tiến 3 để bí ngay. Rõ ràng đây là một hình cờ mà bên đen đã thua tương đối nhanh. Mã 4 tiến 2 để thoát cục thì lập tức ăn xe ngay. Và mã 5 tiến 4 ngay. Bên đỏ chiếm hoàn toàn lợi thế để thắng lợi về sau. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến quỳnh cờ thì bên đen của Từ Siêu lập tức cho sĩ 5 tiến 6 ngay để phòng thủ trước.
bên tiên tạt xe qua đánh mã. Mã 7 thoái 8 và tiếp theo phần cờ thoái pháo V đang mượn đường chạy còn pháo 4 bình 6 để bắt xe. Các bạn thấy ngay nếu mà tiến binh biên để tránh mất tốt thì bị lập tức có tình huống cờ tạt pháo qua là bên đen chết xe và thua nhanh. Trong thực chiến lựa chọn của bên đen đến từ Từ Siêu là phần cờ pháo 2 trên 4 nhỏ mã. Bên đỏ binh 7 trên 1, bên đen binh 3. Và tiếp theo là lựa chọn rất hay đến từ bên tiên phương án nhảy mã qua vừa bắt tốt vừa bắt xe. Xe bắt buộc phải chạy đi và bên đỏ đã đan tiếp mã qua tiếp tục bắt xe. Các bạn thấy là một cái thủ pháp tấn công liên hoa đến từ bên đỏ của thiên mã Vương Mạnh Thần. Xe 3 bình 2 đến từ Từ Siêu. Bên tiên Mạnh Thần cho thoái mã về bắt tốt. Bên đen cho hạ SIV và tiếp theo phương án pháo 4 bình 5 phản pháo vào trung lộ để tìm đường công. Sau hình cờ trên thì bên đen cảm thấy thế công của bên đỏ quá mạnh với pháo đầu chấn trung, hai mã cơ động và đường xe thùng thoáng đã chính thức buông cờ xin thua. Chúng ta thấy được một cái trận đấu đỉnh cao của thiên mã Vương Mạnh Thần khi anh thi triển hệ thống cờ pháo đầu tấn công rất hay đối với hệ thống bình phong mã hậu thủ của bên đen đến từ danh tướng Từ Siêu của Giang Tô. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Sau đây xin kính mời các bạn cùng nhau theo dõi lại một lần nữa toàn bộ diễn biến về ván đánh trên. Chi 将军，吃。 将军。